Là một người hoạt động nghệ thuật và cống hiến hết mình, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân không chỉ nổi danh trong làng giải trí mà còn rất được công chúng yêu mến. Cô được coi là tượng đài ở mảng chính kịch hài kịch và đã truyền cảm hứng cho lớp nghệ sĩ sau này. Năm 2013, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân trở thành MC của chương trình Vợ chồng son đã đem lại tiếng vang trong vai trò MC show truyền hình. Cuối năm 2019, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đảm nhận nhiệm vụ Mai mối cùng ông Mai Quyền Linh trong show Hẹn Hò Đình Đám Bạn Muốn Hẹn Hò. Đến nay, cùng với sự duyên dáng, tinh tế và tâm lý của mình, bà mối Hồng Vân đã mát tài xe duyên thành công 362 cặp đôi, trong đó có khá nhiều cặp đôi đến với nhau và kết thúc viên mãn. Là một nghệ sĩ gạo cội trong các hoạt động nghệ thuật, cùng với mối quan hệ thân thiết với nghệ sĩ Quyền Linh ngoài đời, nghệ sĩ Hồng Vân đã nhanh chóng hòa nhập ăn ý với ông Mai Hẹn Hò để mang lại những dấu ấn khó quên trong hành trình đi tìm tình yêu cho các nam thanh nữ tú. Em hy vọng là những lời anh nói sẽ đúng với lại những gì hứa ngày hôm nay. Hay quá. Hung nụ huyên đầu tiên. Rồi bấm rồi, nút. Bấm luôn. Chúc mừng. Đây là cặp đôi đầu tiên sau 7 năm bạn quen hò mà ông Mai bà mối là người bấm nút. Trời ơi bông ơi bông. Bông đúng là bông luôn nè bông ơi. Tèn tèn. Đây bạn trai đã chuẩn bị bởi đường xá xa xôi. Thấy chưa? Mỗi lần đi mỗi lần khó. Bạn ấy nói là chuẩn bị sẵn. Nếu mà bấm nút bạn ấy sẽ đem quà ra. Người ta chu toàn tới cái mức mà mình không có tưởng tượng được. Nói đi, nói đi Lâm. Em ơi, cao trầu nên nghĩa phu thê. Mẹ cha đã định em về với anh. Thì hôm nay nhân dịp một cái có chương trình kết duyên cho hai đứa mình thì anh có khai trầu và trái cau, tức là anh sẽ giảm ngõ. Đúng ngày hôm nay ngày vui thì đúng là thật sự có mẹ hơn thì hạnh phúc, nhưng mà con cũng không biết thế nào nên con phải tự một mình tự mằn mò. Em nhận. Dạ em cảm ơn. Trời ơi. Từ những màn tung hứng hài hước, bất ngờ và đầy gay cấn cho đến những lần đấu khẩu không hồi kết với ông Mai Quyền Linh cũng để lại những ấn tượng khó phai trong lòng khán giả. Chào cô gái ở thế giới bên kia. Ôi trời ơi, thế giới bên kia. Bên rào bên kia chứ em, thế giới bên kia hết rồi. Nếu em đang lây hoay, em đang tìm một cái lối thoát trong cuộc sống đó, thì hãy đến với anh. Anh sẽ đưa em rời khỏi thế giới này. Anh sẽ đưa em rời khỏi thế giới này. Ủa, rời khỏi thế giới này rồi mình đi đâu anh? Mình sẽ đi về đâu ạ? Đi về nơi mà anh sẽ dắt em đi. Nhưng mà anh có thể cho em biết được là nơi anh dắt em đi sẽ là nơi nào không ạ? Một cộng một bằng ba. Bạn này bạn dùng ẩn ý nhiều lắm. Cái thế giới mà bạn muốn dắt bạn này đến đó là cái tình yêu của bạn. Bởi vì tình yêu của bạn nó là 1 cộng 1 bằng 3. Và khi bạn này bế tắc, gặp được bạn, bạn sẽ dìu bạn này vào cái tình yêu của mình. Bằng cái tình yêu đó, bạn sẽ làm cho bạn này hết những áp lực và tìm được cái bế tắc. Tức là cái lối thoát trong bế tắc đó. 2 năm là quãng thời gian không quá dài, nhưng cũng đã đủ để bà mối Hồng Vân tạo nên những điều kỳ diệu trong tình yêu và để lại dấu ấn trong lòng khán giả của bạn muốn hẹn hò. Hãy cùng bạn muốn hẹn hò nhìn lại hành trình kết đôi đầy ấn tượng của bà mối Hồng Vân và trân trọng tri ân những đóng góp mang tên hạnh phúc trong 2 năm qua.